Tin giáo sứ Bến Sánh, lễ dỗ một năm cha cố đa minh Nguyễn Đức Trung Vào lúc 9 giờ 30 ngày 21 tháng 2 năm 2019, trong tâm tình yêu mến và hiệp thông, đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã về dân thánh lễ cầu nguyện cho cha cố đa minh Nguyễn Đức Trung, nguyên chánh sứ Bến Sánh. Đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu, cha Heronimo Nguyễn Phi Hùng, chánh sứ Bến Sánh, cùng nhiều cha trong giáo phận tham dự thánh lễ có quý tu sĩ, thân nhân ân nhân của cha cố Đa Minh, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Du Xe cùng quý cha tiến vào thánh đường và tắp hương tưởng nhớ đến cha cố Đa Minh. Trong bài giảng lễ, Đức cha Du Xe chia sẻ cho cộng đoàn thấy rằng, khi nói đến cái chết, có người từ cổ chí kim đều lo âu sợ hãi. Qua nội dung đoạn tin mừng trong thánh lễ đã diễn tả việc Lazarus sống lại, minh chứng lời nói của Đức Giêsu: Ta là sự sống lại và là sự sống là sự thật. Đức Giêsu Kitô cũng đã chết và đã sống lại. Mọi người cũng phải chết và sẽ được sống lại với Chúa. Tin tưởng và cậy trong tuyệt đối vào Chúa Kitô phục sinh trong ngày lễ dỗ một năm của Cha cố đa minh này. Mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho Ngài được hưởng hạnh phúc đời đời trên nước thiên đàng. Cuối thánh lễ, vị đại diện cộng đoàn giáo xứ đã có đôi lời tri ân đức cha Giuse và quý cha đến hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho cha cố đa minh nhân ngày giỗ một năm. Xin thiên chúa Ba ngôi luôn tuôn đổ ân phúc trên đức cha và quý cha.